Dạ, xin chào. Hôm nay tôi sẽ đi phóng sanh tiếp tục 49 ngày cho anh Khổng Tường Phát. Và bữa nay mình sẽ đi ngày thứ 7 à. Có thể là dữ liệu video không nhiều nên em sẽ quay đến 7 ngày thôi. Còn những ngày tiếp theo em vẫn làm, bởi vì không có thời gian quay dựng clip nhiều, dung lượng nó tốn nhiều à. Bốn mươi chín ngày mà mình làm liên tục sẽ ra một cái video khá là dài. Nó xuống, nó xuống. Rồi, đi đi đây, rồi, come. Rồi. Chào anh chị. Bữa nay cúng kiến nhiều hả? Ngày ngày gì vậy anh? À. Còn hai con cún nó đâu rồi ta? Lúc ơi. Lúc ơi. Lúc ơi. Dạ. Anh chị cũng thấy là có những vị thì thích cúng kiến, đó là cảnh giới của thần. Còn em là cảnh giới của tiên nên em chỉ phóng sanh. Thì sau dịch Covid-19 thì bắt đầu mọi người vô cúng kiến rất là nhiều. Cúng ngay chỗ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát à. Biết nghe, tụi con sẽ bị mắc kẹt với nhau mà. Em đang thử thách hai bạn này. Đi là phải đi chung có đôi. À. Con ràm. Đó, mỗi người một chí hướng là như vậy. Giống như hai con chó. Em cột hai sợi dây dính chung với nhau thì tụi nó đi cùng đường với nhau á thì mới đồng hành được, còn đi trái đường á thì sẽ bị mắc kẹt, gây trở ngại cho nhau. Thế nên ai sống trong cảnh giới của em á là cảnh giới của tiên Phật thì yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật, cứ giải cứu từng quý, mình sẽ quý trọng từng cành cây, ngọn cỏ luôn. Còn sống trong cảnh giới của thần Phật á là mình sẽ cúng kiến là nhiều và mình sẽ làm từ thiện nhiều. Còn mình sống theo kiểu Đức Phật á, hồi xưa á, là sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật. Đây, bây giờ là cái sợi dây rau lan nó mắc vào sợi dây, em phải gỡ ra thưa anh chị. Chứ không thôi em mà giật là đứt cái sợi dây này nó sẽ bị chết. Như đó. Mình phải quý trọng từng cành cây ngọn cỏ luôn à. Thì chư thiên, Bồ Tát, quỷ thần họ mới không gây trở ngại cho mình. Còn nếu mình sống trong cảnh giới của thần á, mình không có giải cứu động vật, mình không có phóng sanh đúng cách, mình cứ làm theo việc của mấy vị thần á thì cái phước nó ít. Bởi vì nếu mà quý vị mà biết soi xét lại những việc mình làm á, những việc thiện mình làm á, mình sẽ nhận ra một điều rằng á, toàn là tội lỗi không. Có khi mình giúp người ta nhưng mà mình lại tạo nghiệp cho người ta. Dạ. Nên á, thà mình bảo vệ thiên nhiên, giải cứu động vật, bảo vệ môi trường sống tốt thì người ta được hưởng. Chứ mình làm từ thiện giúp người ta chỉ cứu cánh được 2-3 ngày chứ không cứu cánh được lâu dài. Chào chú. Bữa nay mưa phùn đẹp quá ha. Lạnh mấy mày mà đẹp. Ủa chú hay bị lạnh quá hả? Không lạnh mà mày. Dạ, tôm trước kia kìa. Dạ. Đi xuống kia thả tôm.
Hôm nay tụi con sẽ học bơi. Hai bạn này còn nhát nước. Cô ơi. Rồi cô đó bên này. Nên hai bạn này phải đó. Mấy con cuốn mà nó đi theo em á thì nó sẽ đi nhanh. Mà nó còn nhát, nó còn sợ, nó cứ đi ngược lại hoài là mất thời gian. Sống trong cảnh giới của thần á, mình còn nhiều nỗi sợ hãi lắm. Nỗi sợ hãi lớn nhất chính là ma quỷ. Khi vượt qua cảnh giới của thần rồi thì tất cả chúng sanh bình đẳng. Chào cô. Để dưới nước sẵn cho con hả cô? Con cảm ơn. Chơi bằng cái tụng hả? Nó không có, nó mạnh hơn. Dạ, để chỗ nào vậy cô? Kìa đó đó đó, tụng màu xanh đó. Dạ rồi con. Ủa, cái tụng của con qua đâu? Dạ con để trên nhà để hồi trả. Chú cầm cái này luôn nha. Dạ dạ dạ. Rồi, đặng cho. Hôm nay phóng sanh rồi em sẽ huấn luyện hai cái bạn cuốn mới này á, trở nên gan dạ hơn. Em sẽ dẫn ra sông bơi khoảng vài cây số và khám phá thiên nhiên xung quanh đây luôn à. Dạ, bây giờ em xin phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát đây à. Dạ, anh chị có nghe tiếng chim hót nhiều như lúc trước nữa không? Tất nhiên là không, bởi vì con người bây giờ bắt đầu họ hoạt động đi lại rất là nhộn nhịp. Nên á, sẽ rất khó nghe được những cái âm thanh trong tự nhiên giống như lúc trước nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện mang công đức phóng sanh này hồi hướng cho hương linh Khổng Tường Phát. Sinh năm 1983, vào 18 tháng 9 âm lịch, mất ngày 19 tháng 8 âm lịch năm 2021 do dịch bệnh Covid-19. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Lúc còn sống thì mình không có thời gian nghĩ đến việc làm thiện, bởi vì mình không nghĩ đến cái kết quả tương lai sau này. Nên hôm nay những ai còn đang được sống thì cố gắng làm những việc thiện lành, giải cứu động vật đúng cách, đừng tạo ác nghiệp với chúng sanh trong thiên nhiên. Những con vật có vai trò
trong tự nhiên này, nếu chúng ta giải cứu họ thì phước đức sẽ rất là nhiều. A Di Đà Phật. Dạ. Này. Hôm nay đi kiếm phần này nè. À.